Những tháng đầu năm 2022, thiên tai tại nước ta đã cho thấy những diễn biến phức tạp, dị thường. Điển hình như đợt rét đậm rét hại kéo dài từ ngày 19 đến 24 tháng 2 vừa qua tại các tỉnh miền Bắc đã khiến nhiệt độ giảm sâu bất thường, như tại Mẫu Sơn, Lạng Sơn, nhiệt độ xuống tới âm 1,4 độ C. Đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất trong 40 năm so với cùng thời kỳ. Đặc biệt là đợt mưa lũ lớn bất thường, trái quy luật ngay giữa mùa khô kèm với dông lốc sóng lớn từ ngày 30 tháng 3 đến 2 tháng 4 tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa với tổng lượng mưa từ 200 đến 600 mm, có điểm đạt kỷ lục 60 năm so với cùng kỳ. Cơ quan khí tượng cũng nhận định thiên tai trong năm 2022 sẽ cực đoan và dữ dội hơn nhiều so với năm 2021 với nhiều cơn bão và đợt mưa trái mùa, trái quy luật. Thưa ông, từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình thiên tai cả nước diễn biến phức tạp, gây ra thiệt hại lớn. Vậy xu hướng thời tiết cả nước từ nay đến cuối năm sẽ diễn biến ra sao, thưa ông? Thế về tình hình diễn biến của thiên tai từ nay cho đến cuối năm 2022, thì tôi sẽ có phép được cung cấp thêm thông tin như sau. Thứ nhất thì chúng ta đều biết thì năm 2022 này, thời tiết nước ta thì chịu ảnh hưởng của cái hiện tượng gọi là La Nina. Đây là cái pha lạnh của một cái hiện tượng toàn cầu, hiện tượng Enso, hiện tượng về tương tác biển khí quyển Enso. Thì trong những cái pha La Nina như thế thì thời tiết ở nước ta cũng có những cái điểm khá đặc biệt so với lại cái năm bình thường. Theo như cái dự báo của chúng tôi hiện nay thì cái hiện tượng La Nina này sẽ còn tiếp tục duy trì từ nay cho đến ít nhất từ nay cho đến cuối năm 2022 với cái xác suất cao, nó khoảng độ từ 60 cho đến 65%. Thế thì với những cái khả năng ảnh hưởng của cái điều kiện La Nina hiện nay và trong thời gian tới như thế, thì một số các cái lưu ý về cái diễn biến của thời tiết thiên tai từ nay đến cuối năm như sau. Thứ nhất ấy, thì đối với cái khu vực phía Bắc vẫn như cái nhận định xu thế từ đầu năm 2022 của chúng tôi ấy, thì đến nay thì các cái phương án, phần lớn các phương án tính toán mô hình của tôi đều cho thấy cái xu thế là năm nay ở cái khu vực phía Bắc với cái tổng lượng mưa của năm 2022 với cái xu thế ở mức là xấp xỉ cho đến cao hơn so với trung bình nhiều năm và cao hơn so với năm 2021 vừa qua. Thứ hai là khu vực miền Trung ấy, thì dự báo xa hiện nay thì phần lớn các cái phương án, các cái mô hình tính toán của chúng tôi ấy, thì đều đang cho cái xu thế nhận định trong một vài tháng gần đây có các cái dấu hiệu khả năng là lượng mưa trong tháng 10, tháng 11 năm 2022 tới đây là ở mức là với tổng lượng mưa là cao hơn, lớn hơn so với lại cái trung bình nhiều năm. Đây là cái điểm thứ hai. Thứ ba ấy, thì hiện nay thì cũng đang bắt cái mùa mưa ở khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên cũng như là mùa mưa bắt đầu ở khu vực phía Bắc. Trong cái mùa mưa thì chúng ta cần phải lưu ý các cái diễn biến của các cái hiện tượng dông lốc. Trong cái hiện tượng dông lốc này thì thường hay xuất hiện những các cái hiện tượng như là sét, gió giật mạnh và thậm chí là có thường xuyên trong những ổ dông đối lưu mưa thường có thể gây ra những cái trận mưa thời đoạn ngắn rất là lớn. Những cái mưa thời đoạn ngắn rất lớn mà thực tế đã diễn ra, chúng ta đã thấy trong thời gian vừa qua, tháng 5, tháng 6 vừa qua đã ở một số các cái khu vực kể cả đô thị cũng như khu vực đồng bằng như miền núi. Những cái thời mưa cực, mưa dông thời đoạn ngắn như vậy thường là gây ra các cái nguy cơ về các cái ngập úng vùng trũng, thậm chí là các cái khu đô thị. Cái thứ ba ấy, thì dự báo trong năm nay, từ nay cuối năm thì chúng tôi nhận định Biển Đông chúng ta sẽ có khoảng độ từ 10 cho đến 12 cơn bão áp thấp nhiệt đới. Trong đó thì có khoảng 4 đến 6 cơn là có thể khả năng đi vào, trực tiếp đi vào ảnh hưởng đến đất liền của chúng ta. Mặc dù nó có 4 đến 6 cơn nhưng mà những cái cơn khác như chúng tôi nói là 10 đến 12 cơn hoạt động trong Đông ấy, thì bây giờ các cái hoạt động mở rộng cái kinh tế của chúng ta đã phát triển trên tất cả cái vùng biển từ trước nay rồi, thì những cái cơn mà dù nó không đi vào đất liền nhưng ở trong khu vực Biển Đông chúng ta cũng phải hết sức là lưu ý và có cái phương án ứng phó dựa trên những cái thông tin. Thì về cái vấn đề này thì cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cũng đang rất cố gắng là đưa ra được những cái dự báo và cảnh báo sớm để có cái thông tin kịp thời cho ban chỉ đạo cũng như địa phương và người dân có cái thông tin để kịp thời ứng phó, chú tránh cho đảm bảo cái sự an toàn trong mọi cái tình huống. Thì đấy là cái một số cái lưu ý về cái nhận định từ nay đến cuối năm là như vậy. Còn trước mắt thì
Về cái tình hình thiên tai trước mắt thì ở đây tôi xin được lưu ý thêm thì hiện nay chúng tôi đang theo dõi giám sát trên các cái hệ thống vệ tinh cũng như là cái hệ thống theo dõi trên biển Đông của chúng ta, thì hiện nay đang có một cái vùng áp thấp. Vùng áp thấp này đang hoạt động ở khu vực phía miền trung của Philippines và đang có xu thế là sẽ đi vào biển Đông của chúng ta trong đêm nay hoặc ngày mai. Thì theo như cái tính toán phương án dự báo của chúng tôi thì khả năng trong khoảng ngày 29 hoặc 30 thì cái vùng thấp này nó có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và sau đó có thể thậm chí mạnh thành bão. Thế thì những cái khả năng như thế thì ảnh hưởng đến chúng ta, thì chúng tôi muốn lưu ý là hiện nay thì về xu thế dự báo đánh giá của chúng tôi dự báo trước vài ngày thì tôi thấy rằng là khả năng khi sau khi hình thành trên biển Đông thì cái áp thấp hoặc là bão sau đó nó sẽ đi chủ yếu đi theo hướng là Tây Bắc và lên phía Bắc, chủ yếu là ở khu vực Bắc Biển Đông. Tất nhiên đây là cái nhận định sớm xa, chứ còn cụ thể trước 24-8 giờ thì chúng ta sẽ có cái nhận định dự báo cụ thể nếu như nó có cái sự thay đổi hướng hoặc là cường độ để cung cấp cái thông tin cho ban chỉ đạo địa phương và bà con ngư dân biết cái thông tin để chúng ta có cái ứng phó và chú tránh. Theo như nhận định vừa qua thì giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2022, tổng lượng mưa trên cả nước và đặc biệt là khu vực miền Trung và Tây Nguyên thì có tổng lượng mưa là lớn hơn so với trung bình nhiều năm. Liệu có khả năng tái diễn tình trạng mưa lũ dồn dập như năm 2020 hay không thưa ông? Về mặt khí hậu, do cái đặc điểm địa hình địa lý nên là khu vực miền Trung, đặc biệt là khu vực Trung Bộ và Nam Trung Bộ thì cái mùa mưa ấy, thì tập trung chủ yếu vào cuối mùa mưa bão. Cụ thể đây là khoảng từ tháng 10 và tháng 11. Thế thì thực tế nếu mà để nói xa, dự báo xa trước vài tháng như thế, như hiện nay mà nói đến tháng 10, tháng 11 cái tổng lượng mưa cụ thể bao nhiêu để chúng ta có cái sự so sánh với những cái trận mưa lũ lịch sử trong quá khứ thì phải nói là bất khả kháng, không thể khoa học, chúng ta không thể được. Tuy nhiên ý, thì theo như cái tính toán các cái mô hình dự báo từ xa của chúng tôi ấy, thì hiện nay thì phần lớn các cái mô hình đưa ra cái dự báo cũng có những cái dấu hiệu cho thấy rằng là trong khoảng cuối mùa mưa, tức là tháng 10, tháng 11 thì ở khu vực miền Trung, đặc biệt là Trung Bộ và Nam Trung Bộ thì cái lượng mưa nó cho thấy là có dấu hiệu là cao hơn, lớn hơn so với lại cái tổng lượng mưa trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Thế thì rõ ràng là những cái dấu hiệu như thế thì cũng chúng ta phải hết sức đề phòng. Bởi vì là gì? Miền Trung chúng ta thì phải nói rằng là do cái điều kiện địa hình tương đối là phức tạp, với cái hệ thống dốc và sông thì hẹp và ngắt, nên mỗi một cái trận mưa lớn thì nó thường có thể là gây ra những cái hệ quả rất là nguy hiểm, như là lũ ngập lụt này, rồi lũ quét sạt lở đất. Đấy, nó sẽ ảnh hưởng lớn đến các cái đời sống cũng như hoạt động của người dân, thậm chí cả đất đai. Đúng đấy. Thế thì chính vì thế nên là chúng ta phải hết sức đề phòng, đặc biệt là trong cái nhìn từ xa từ sớm này thấy cái dấu hiệu của cái khả năng mà mưa lượng mưa nhiều hơn, và mà lượng mưa nhiều hơn như thế thì cái việc mà có khả năng xác suất xảy ra những cái mưa lớn dồn dập là chúng ta không thể không nói chắc chắn 100%, nhưng cũng không phải loại trừ cần phải đề phòng hơn so với lại cái năm mà chúng ta không có cái dấu hiệu như thế này. Thì đấy là cái mà chúng tôi cũng đã có cái thông tin gửi đến ban chỉ đạo những địa phương để có cái ứng phó. Còn cụ thể hơn về cái lượng mưa cụ thể cho từng cái trận mưa có thể gây nguy cơ ngập lụt như thế nào thì chúng tôi sẽ thông tin trên các cái bản tin dự báo ngắn hạn, thường trước khoảng độ 2 cho đến 5 ngày, thậm chí có cái thì nếu phát hiện rõ ràng hơn có thể lên đến trên 1 tuần để cho chính quyền địa phương cũng như là người dân có cái thông tin chúng ta ứng phó. Thì hiện nay thì chúng tôi đang vẫn rất theo dõi các cái diễn biến và những cái dấu hiệu như thế này đối với khu vực mưa lũ.